Một chỗ thôi hả? Bánh bằng sắt luôn. Mà giá nhiêu để biết được bán khách nè? Còn anh chị nào mà thích thì em bán rẻ cho anh chị luôn. Về mình thiết kế muốn làm kiểu gì thì làm. Một chiếc xe gia đình, một trụ mua mới từ đầu. Anh ok anh, cảm ơn anh. Mới hôm qua mới vừa quay lên, cái hôm nay là anh lên là anh chốt sớm. Mình coi hôm. Dạ, coi hôm. Luôn luôn nào anh cũng cập nhật. Được khách hàng yêu ái, mến mộ. Kể từ Nam ra tới Bắc luôn. Anh chị nào mua, một, tặng một chị vàng. Hai, bao ra tên cho anh chị. Và cái thứ ba, tặng cho anh chị một bình dầu để anh chị đưa xe về nhà. Em bao từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến tất cả các tỉnh lân cận ha. À, không thích màu đó. Mình ở đâu lần vô? Đây Dòng Tắng nè. À, gần đây luôn. Dạ. Có gì thích rồi cứ chạy thử. Dạ. Lấy xe đặt cọc rồi hả? Nói chung là xe anh thì ok rồi đó. Rồi coi coi những cái gì mà em ấy này em vệ sinh cho. Vệ sinh anh hết. Ok anh, cảm ơn anh. Mới hôm qua mới vừa quay lên, cái hôm nay anh lên là chốt sớm luôn. Sáng anh thấy chốt sớm luôn. Hôm chứ. Dạ. Hôm anh coi hôm. Dạ, coi hôm. Luôn luôn nào anh cũng cập nhật. Nhưng mà có cái là cái dòng này là rất ít về, lâu lâu có một chiếc. Rồi ok anh, có gì là để em làm hết cho. Dạ dạ dạ. Kiểm tra mình ha. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Đúng rồi, trong Tết này có xe mình chạy luôn ra tên luôn. Anh chị thấy nè, quay lên một phát, 1 phút 30 giây là có khách đến lấy liền. Tại vì em nói rồi, cái dòng xe này á là anh chị biết rồi. Nó là một chiếc xe Captiva, không phải là thông thường. Thông thường là một chiếc Captiva là nó máy xăng thì nó rất là hao xăng. Nhưng mà đây là một chiếc máy dầu. Máy dầu thì nó sẽ là nó tiết kiệm hơn, nhưng mà có cái là nó nổ hơi ồn một chút xíu. Nhưng mà được một cái là dòng này, anh chị biết cái chiếc xe này là đã giới thiệu là một chiếc xe gia đình, một trụ mua mới từ đầu. Cho nên từ bên trong chất lượng tất cả mọi thứ là đều nguyên zin, nguyên bản hết. Cho nên là anh đã lên là chốt ngay luôn ha. Khách hàng coi Karen. Nói chung là như cái chỗ này ở đây thì coi City. Mấy dòng xe sedan này bên em rất là nhiều, cho nên là anh chị nào mà có nhu cầu mà mua những chiếc xe về đi Tết, đi gia đình, hoặc là mua những cái dòng xe mà chạy dịch vụ kiếm thêm thì có thể là chọn những chiếc xe này đi, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, form dáng lại đẹp nữa ha. Rồi em chở anh đi một vòng đi, có bằng lái chưa? Chưa à? Chưa bằng lái. Nghe nói thì lâu lắm mà chưa có bằng lái luôn. Em chết rồi. Mình ở đâu lần anh nhỉ? Ở Củ Chi nè. Dạ, Củ Chi. Mua xe 7 chỗ và đi gia đình. Mấy dòng này cũng ok á. Nhưng mà có cái dòng này là nó thuộc là 5 cộng 2 thôi nha. Nên cái ghế đằng sau cùng là nó hơi chật một chút xíu. Anh cứ coi nha, có gì chạy thử nha anh. Dạ, dạ. Cứ khách hàng lên xem là vui rồi. Mấy dòng này được bên em bán cũng rất là nhiều ha. Và cái chiếc này em muốn giới thiệu với anh chị. Cũng bán rất là nhiều xe rồi, nhưng mà có cái là cũng còn khá là nhiều. Và bên em là coi như là đi thu mua liên tục luôn. Nói chung tất cả anh em là đi thu mua liên tục. Cho nên là anh chị nào mà có xe mà không sử dụng ha, cần bán thì cứ liên hệ cho bên em sẽ tới tận nhà và thu mua với anh chị là một cái giá là hợp lý nhất ha. Còn hồi nãy là cái chiếc máy dầu nha. Cái chiếc này máy xăng nè. Đó, máy xăng nè. Mà nằm đây thì cũng khá là lâu. Nằm đây là ít nhất là cũng phải là khoảng đâu đó là nửa năm rồi. Đó, nửa năm rồi. Và giá thì trước đây của những chiếc xe như thế này á, máy xăng như thế này á, thì nó phải nằm trên 200. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ ha, như cái chiếc này á, là đời 2008 mà giá có 168 triệu thôi. Nhưng mà anh chị nào mà lên xem được, em sẽ bớt mạnh tay cho anh chị chiếc này từ 10 đến 20 triệu. Nếu mà thích nữa em có thể là bớt xuống nữa cho anh chị luôn, để anh chị có chiếc xe đi. Cái dòng này á, thì nó hao xăng. Máy 2.4 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này á, là nó rơi vào khoảng 11-12 lít nha, trên 100 cây. Nhưng mà được có cái anh chị biết sao, form dáng nó đẹp. Nếu gia đình mình đi ít ha, đi gia đình không thì có thể là chọn những chiếc xe này. Trang bị lộp số sàn, tất cả các xe là bên em bao rút hồ sơ hết cho anh chị nè. Và thứ hai là có bảo hành máy cho anh chị nè. Đó, để anh chị về mình đi. Đó, anh chị nào mình trồng ha. Nói chung là mấy xe này thì anh chị cứ lên xem thực tế. Được, em bớt mạnh tay cho anh chị. Còn riêng bên này, xe đằng sau xíu. Anh chị thấy cái form dáng không? Còn cái chiếc bên này. Chiếc bên này cũng là dòng 7 chỗ. Nó cũng thuộc là 5 cộng 2. Nhưng mà chiếc này thì giá rẻ. Chevrolet Vivan. Vivan ha. Anh em nào mà đang cần tập lái, đang cần mua một chiếc xe về che mưa che nắng thì có thể chọn chiếc này. Trang bị là hộp số tự động, có màn hình, có cam gia, đầy đủ hết rồi. Chevrolet Vivan.
Xe này thì được sản xuất là năm 2008, máy 2.0. Thì trung bình của những cái dòng xe máy 2.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu ha, cũng khoảng là 10 lít trên 100 cây. Và giá của chiếc xe này thì bên em đang bán là 110 triệu ha. Tất cả các xe anh chị cứ lên tham khảo, được cái là bên em sẽ bớt cho anh chị để anh chị mình lấy về mình đi ha. Và tiếp tục là chiếc xe này. Ủa Bình ơi, chiếc xe này giá sao vậy? Chưa bán anh ơi. Chưa bán hả? Dạ. Xe này đợi nhiêu? Hẹn 100 mấy quá à. Nó dòng này mấy chỗ em? Một chỗ thôi hả? Bánh bằng sắt luôn. Mà giá nhiêu để biết được bán khách nè? Cái gì lắc đầu hoài vậy? Hỏi ra cái xe đó là lắc đầu. Lắc đầu là do là không biết giá, cũng không biết đời luôn. Mấy chấm cũng không biết luôn. Tại vì xe này anh Pháp lấy về chủ yếu là sang cái mặt bằng của khu vực này. Đang nới rộng ra thêm. Còn anh chị nào mà thành phố Hồ Chí Minh mà gần khu vực em ha, muốn về là vấn đề là đồng nè, sơn nè, thì cứ qua bên này. Bên em sẽ lấy giá hữu nghị cho anh chị. Và kể cả là vấn đề mà máy móc, bảo dưỡng máy hay này kia, anh chị nào mà mua xe bên em, ví dụ như là gần, có thời gian chạy lên em, bên em sẽ bảo dưỡng cho anh chị nè, tay nhớt cho anh chị nè ha. Đó, còn xe thì đây, đầy dạy luôn. Còn có chiếc xe này lôi từ Đồng Nai về. Máy thì máy dầu, mà anh Pháp mua về dục chơi này. Còn anh chị nào mà thích thì em bán rẻ cho anh chị luôn. Chắc chừng lấy vài chục triệu gì đó về cho anh chị. Nói chung là mình về mình thiết kế muốn làm kiểu gì thì làm. Nói chung là những cái xe này thì em cũng không biết luôn. Đó, anh Pháp mua về chơi vậy. Thì bây giờ em sẽ đi tiếp tục đi kiếm cái xe nào mà giá nó vừa vừa đó, để quay tiếp cho anh chị mình xem ha. Đó, khách hàng cứ yên tâm. Cứ khi mà khách hàng lên xem xe thì anh chị có thể là test thử thoải mái tất cả các dòng xe ở đây. Và cái thứ hai là bên em sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình xem chi tiết cái phần gầm. Tất cả các xe nha, anh chị có thể là chạy 5-7 chiếc, chục chiếc gì đó cũng được hết. Kêu nhân viên bên em là bên em sẽ đáp ứng đủ nhu cầu cho anh chị. Không có ngại ngùng một vấn đề gì nha anh chị ha. Không có sợ sệt gì hết. Và đây, bên này anh chị thấy không? Một loạt xe. Đó, những chiếc xe này mà anh chị test này mà lấy về đi thì y bài luôn. Đó, những cái dòng xe này nói với anh chị rằng thứ nhất bền, thứ hai tiết kiệm nhiên liệu, và thứ ba form dáng đẹp. Và bây giờ em sẽ vô trong này quay cho anh chị một chiếc xe giá siêu ưu đãi luôn, và coi như là có tặng cho anh chị rất là nhiều thứ luôn. Bây giờ mời anh chị đây. Tại vì cái chiếc xe này nói thật với anh chị rằng là ở bên em cũng khá lâu rồi, mấy tháng trời rồi, nhưng mà chưa bán được. Và đặc biệt chiếc xe này có một chiếc một, có một chiếc một tại Tô Pháp Anh thôi. Đây, mời anh chị xem. Trước tiên, đây là một chiếc xe máy dầu số tự động nha anh chị nha. Được sản xuất năm 2008. Nếu mà anh chị đã xem thì có thể là biết là xe này như thế nào rồi ha. Đây là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi. Và riêng hôm nay do là nằm lâu, bên em muốn thu hồi vốn. Nhìn riết cũng chán, anh chị thấy là cái xe nhìn riết nó cũng chán. Em muốn thu hồi vốn cho nên em sẽ giảm giá cực sốc với anh chị rằng bên em, nếu anh chị nào mua, bên em sẽ tặng cho anh chị một chị vàng 4 số 9. Đó, anh chị nào riêng cái biển số bên em sẽ là bao rút hồ sơ ra tên chính chủ cho anh chị tất cả các tỉnh đó, kể từ Nam ra tới Bắc luôn. Anh chị nào mua nó sẽ có hai cái đó: một, tặng một chị vàng; hai, sẽ bao ra tên cho anh chị; và cái thứ ba, tặng cho anh chị một bình dầu để anh chị đưa xe về nhà. Đi, anh chị thấy không? Thì anh chị nào đang cần tìm và đang muốn mua những chiếc xe như thế này thì hãy nhấc máy nhanh cho bên em để được sở hữu nó. Và là một cái dòng xe 7 chỗ thì trong phân khúc nha anh chị nha, là riêng cái dòng mà Ford Everest như thế này á, thì nội thất bên trong rất là rộng, cực kỳ rộng rãi. Và cái đặc biệt là máy dầu thì cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị nào mà mê cái dòng máy dầu thì biết ha. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này thì máy 2.5 nó rơi vào khoảng là 8 lít dầu trên 100 cây. Nhưng mà được có cái là cái nội thất bên trong là trang bị cho anh chị là một cái hộp số tự động, đi rất là nhàn và khỏe luôn. Đây, bây giờ lui ra bên ngoài, em sẽ quay sơ một vòng bên ngoài cho anh chị xem. Đăng kiểm thì chiếc này đến tháng 6 năm 24. Và cái nước sơn của cái chiếc xe này là một cái nước sơn màu vàng cát nha anh chị nha, màu vàng cát. Xe Everest thì nó sẽ có một cái bánh treo như thế này. Anh chị nào mà đang có nhu cầu sử dụng xe mà cần một chiếc xe như thế này về đi làm, đi công trình hay là đi vườn,
hay là đi chơi, đi du lịch thì đó, hãy nhấc máy liền. Đây là một siêu đại, nó ưu đại trên chiếc xe này. Đó, một chỉ vàng và coi như là bao ra tên chính chủ cho anh chị luôn. Không có ngừng ở đó, bên em ha, tất cả các xe đều là bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng để mình đi. Và thêm cái nữa, những chiếc xe mà ví dụ như nằm cũng lâu lâu vậy nè, ví dụ nước sơn nè, có những cái vết chày nhỏ nhỏ như vậy thì bên em sẽ làm hết lại, và đặc biệt đánh bóng toàn bộ xe, rửa từ gầm máy, nội thất, tất cả để cho anh chị mình có cái xe để Tết này về mình đi ha, mâm sử dụng mâm đúc. Và anh chị, cái dòng này á, là một cái dòng xe gầm cao, gầm cao máy thoáng, cho nên là rất thích hợp cho anh chị những cái cung đường đi, ví dụ như là đèo dốc nè, đồi núi. À, và em cũng nói này thêm nữa là cái chiếc xe này cách đây khoảng đâu đó là 10 ngày trước, nửa tháng trước, là có đi một chuyến caravan chạy 800 km lên tới Đà Lạt và quay về đây, chạy cũng rất là ok. Thì cho nên là anh chị nào đang có nhu cầu sử dụng cái dòng xe này thì hãy liên hệ liền cho bên em ha. À, đây là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi, từ hàng ghế phía sau cho đến phía trước, và tất nhiên keo chị là nguyên bản nguyên zin nha anh chị nha. Cái dòng này á, là nó sẽ có thêm là hai dàn lạnh, đây là keo chị nè, đó keo chị ha. Nói chung là cái đời 2008 đến bây giờ thì keo chị thì nó nguyên bản, nhưng mà cái chất xe ha, em cũng nói luôn, cái chất xe thì nói chung là cũng được thôi, chứ không có bằng như những cái xe mà đời 2010 mấy. Xe này á, thì anh chị biết rồi, à, trước đây nha, cách đây là mấy tháng trước là bán đâu là 300 mấy, hạ xuống còn 280, 28, thì bây giờ là bên em sẽ ưu đãi cho anh chị những cái mà em vừa nói ha. Đè lên cái là nổ liền ha, vậy ha, máy dầu. Còn cái phần mà tắp bi cửa chính anh chị nhìn nè, trong này thì nó hơi tối thôi, nhưng mà có cái là cũng khá là rõ nét cho anh chị. Rồi tiếp tục vô đây, vô phần vô lăng. Vô lăng là tay lái trợ lực ha. Xe thì có trang bị đầy đủ rồi, có màn hình, có cam da, nói chung là cũng yên tâm rồi, đầy đủ hết rồi. Mình về chỉ có việc là đi thôi, sử dụng thôi, không có phải làm thêm cái gì ha. Đây, bây giờ em tiếp tục em sẽ cho anh chị xem cái phần máy, xem cục máy của chiếc Ford Everest. À, anh chị máy ha, máy móc á thì bên em ha sẽ là thay nhớt mới hết hoàn toàn. Những chiếc xe của bên em đưa ra là bảo dưỡng toàn bộ, từ phần gập cho đến máy móc. Và anh chị cũng biết rồi, cái dòng máy dầu thì nó rất là lì, rất là lì ha, cho nên mình cũng là yên tâm về cái dòng máy dầu như thế này. Đó, anh chị nào đang quan tâm đến cái dòng máy dầu, mà đặc biệt hôm nay là có cái chương trình ưu đãi cho anh chị khi mua chiếc xe này. Đó, một chỉ vàng 4 số 9, và kèm theo đó là bao ra tên cho anh chị. Đó, anh chị ở các tỉnh luôn, em bao từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến tất cả các tỉnh lân cận ha. Thì anh chị nào mà đang quan tâm dòng này thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em. Thôi, em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ cho bên em. Thôi, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.